Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn tự ôn thi CPA lý thuyết môn thuế của website tự ôn thi.com Trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đi làm rõ về trọng tâm ôn tập của đề cương môn thuế Với cái chủ đề này thì mình sẽ đi làm rõ ba cái nội dung sau Cái thứ nhất là cái bức tranh tổng quát của đề cương môn thuế Cái thứ hai là cái nội dung trọng tâm của đề cương môn thuế Và thứ ba là cái cách học lý thuyết môn thuế sao cho hiệu quả sau đây chúng ta hãy lần lượt đi tìm hiểu các cái nội dung này và cái nội dung đầu tiên đó chính là cái bức tranh tổng quan về đề cương môn thuế. Nói một cái câu đơn giản nhất thì cái đề cương môn thuế nó sẽ bao gồm tất cả các cái sắc thuế lớn trong hệ thống thuế của Việt Nam. Còn nói một cách chi tiết thì cái đề cương môn thuế này nó có thể chia thành hai cái phần lớn. Cái phần thứ nhất là năm cái sắc thuế chính với các cái nội dung gần như là chúng ta sẽ bê từ trong các thông tư ra, bao gồm từ các cái quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, cách tính thuế hay thế xuất các cái trường hợp ưu đãi năm cái sắc thuế của chúng ta chính là thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì đây là cái phần nội dung lớn thứ nhất, còn cái phần nội dung lớn thứ hai đó là một số các cái vấn đề khác liên quan đến thuế. Nó bao gồm thứ nhất là các cái vấn đề chung về thuế, ví dụ như là bản chất của thuế hay là cái cách phân loại các cái loại thuế hay là cái khái niệm cơ bản về biểu thuế hay là về các các cái mức thuế suất hay về ưu đại thuế. Cái nội dung thứ hai trong cái mục này đó là vấn đề về quản lý thuế, các quy định về đăng ký hay là về hồ sơ kỳ hạn kê khai nộp thuế. Một cái nội dung nhỏ nữa đó là liên quan đến kế hoạch thuế thì đây là những cái kế hoạch về thuế của các cái doanh nghiệp tức là các cái đối tượng nộp thuế chứ không phải là kế hoạch thuế của cơ quan thuế nhé. Một cái nội dung nhỏ nữa của cái phần này đó là cái quy định về dịch vụ hành nghề làm thủ tục về thuế và tư vấn thuế, ví dụ như là điều kiện hành nghề hay là điều kiện đăng ký hành nghề hay là cái sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên thì theo mình thấy thì các cái vấn đề liên quan này nó sẽ ít khi xuất hiện ở trong đề thi mà thông thường sẽ tập trung vào năm cái sắc thuế chính này. Cụ thể như thế nào để chúng ta chuyển sang cái phần thứ hai là nội dung trọng tâm của đề cương ôn thi. Như lúc trước mình đã chia sẻ thì cái đề thi của môn thuế nó luôn có cái bố cục đảm bảo tương đối đầy đủ các cái sắc thuế. Và riêng cái phần lý thuyết thì câu hỏi thường sẽ được đưa ra theo các cái dạng như là yêu cầu chúng ta trình bày hoặc phân tích một vài cái nội dung của một sắc thuế có thể yêu cầu kèm ví dụ minh họa. Ví dụ như là yêu cầu chúng ta trình bày các nguyên tắc để xác định chi phí được khấu trừ cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp hay là yêu cầu chúng ta xác định các cái điều kiện ghi nhận doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cái câu hỏi cũng có thể được đưa ra theo cái dạng là đưa ra tình huống và yêu cầu chúng ta nêu ý kiến cách xử lý Thông thường thì cái câu lý thuyết số 2 hay được ra theo dạng này. Một cái cách ra đề của câu lý thuyết nữa là yêu cầu chúng ta phải trình bày hoặc là phân tích một cái nội dung liên quan đến hai sắc thuế. Và qua thống kê cái đề thi các năm thì chúng ta có thể thấy được là các cái nội dung câu hỏi lý thuyết thường rơi vào hay là thường gặp vào các cái phần sau. Thứ nhất là đối với thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất nhập khẩu thì sẽ thường rơi vào ba cái ý chính. Thứ nhất là đối tượng nộp thuế và chịu thuế. Thứ hai là cách tính ra số thuế phải nộp và thứ ba là cái điều kiện áp dụng cái thuế suất đặc biệt. Còn đối với cái sắc thuế giá trị gia tăng thì thông thường sẽ rơi vào một số các cái ý sau. Cái thứ nhất là cái điều kiện và nguyên tắc khấu trừ VAT đầu vào. Thứ hai là điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng. Thứ ba là một số các trường hợp đặc biệt như là không phải nộp, không phải kê khai thuế giá trị gia tăng hay là trường hợp được áp dụng thuế giá trị gia tăng 0% đối với thuế thu nhập cá nhân thì thông thường sẽ rơi vào một số phần thứ nhất là cái nguyên tắc để xác định các cái nội dung của thu nhập chịu thuế hè thu nhập miễn thuế thứ hai là nguyên tắc xác định các khoản làm trừ thứ ba là cái cách tính ra số thuế phải nộp cho cái thu nhập từ tiền lương tiền công và thứ tư đó là cái cách tính thuế cho một số các loại thu nhập đặc biệt khác ví dụ như là thu nhập từ đầu tư vốn hay là thu nhập từ quà tặng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì sẽ thường rơi vào một số các cái ý như là nguyên tắc xác định thu nhập chịu thuế, nguyên tắc xác định chi phí được trừ, các cái nội dung của các khoản thu nhập được miễn thuế hay là các cái nguyên tắc ưu đại thuế. Ngoài năm cái sắc thuế này thì mình thấy là đề, đề thi cũng có thể ra một vào một số cái nội dung của quản lý thuế. Ví dụ như là cái trường hợp được xóa hay là gia hạn nợ thuế hay là các cái quy định về phạt chậm nộp Tức là một số cái quy định mà nó thường là doanh nghiệp thường gặp đó Chứ mình cũng không thấy là để thi họ ra vào những cái vấn đề mà quá xa vời Thì đó là cái trọng tâm để chúng ta ôn tập lý thuyết Trong các cái video tiếp theo thì mình sẽ đi giải thích đối với từng cái sắc thuế này Theo từng cái nội dung mà mình đã xác định là trọng tâm để ôn tập Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần cuối cùng của cái video ngày hôm nay Đó là cái cách học lý thuyết môn thuế sao cho hiệu quả khi mà mình viết bài trên web là chia sẻ cái kinh nghiệm ôn thi CPA môn thuế của mình thì rất là nhiều bạn đã email hỏi là cái trường hợp mà các bạn không có kinh nghiệm nhiều về thuế chẳng hạn các bạn cũng mới tức là bình thường không phải làm đến thuế chỉ làm kế toán thôi thì bây giờ nên học như thế nào bởi vì là cái đề cương của môn thuế thì gồm rất là nhiều sắc thuế khác nhau với cái nội dung rất là lớn. Thì mình chia sẻ cái kinh nghiệm cái cách học của mình như thế này. Nếu như mà bạn nào mà đã chuyên nghiệp về thuế rồi thì các bạn có thể bỏ qua phần này khi mà mình học thuế hay là khi mà mình làm đối với thuế thì mình thường áp dụng bốn cái nguyên tắc sau. Cái nguyên tắc thứ nhất là mình sẽ không đi vào bài tập luôn. Tại vì thật ra nếu như mà mình cứ mò mẫm trong bài tập để bắt trước các cái đáp án thì đến lúc mình không hiểu được cái nguyên tắc bản chất của thuế thì đến lúc mà tình huống nó thay đổi đi một chút thì mình sẽ không có thể vận dụng được. Do vậy mình sẽ cố gắng để làm quen với cái lý thuyết cơ bản về thuế trước. Sau đó thì mình mới chuyển sang làm bài tập và luyện đề. Rồi thì trong cái quá trình mà luyện đề có vấn đề gì cảm thấy là chưa rõ về cái quy định thuế đó thì mình lại mở lại cái phần lý thuyết về thuế để xem lại, nghiên cứu lại. Cái nguyên tắc thứ hai là mình sẽ áp dụng theo cái nguyên tắc 80-20 khi mà đọc các cái văn bản về thuế. Tại vì mình xuất phát từ cái quan điểm rằng là cái đề thi CPA bao giờ họ cũng sẽ cố gắng chỉ để kiểm tra những cái kiến thức cốt lõi về thuế thôi. Nghĩa là họ sẽ không hỏi chúng ta những cái thứ nó quá xa vời hoặc là quá chi tiết ví dụ như là sửa hóa đơn như thế nào hay là áp dụng cái ưu đãi đối với dự án đầu tư mở rộng ra sao? Đối với các cái tình huống xử lý trong thực tế thì mình nghĩ là họ sẽ không hỏi đến mức đấy. Do đó thì mình sẽ không mất thời gian để đọc hết toàn bộ các cái thông tư hoặc là đề cương ôn tập. Thay vào đó thì khi mình đọc văn bản, mình sẽ đọc để tìm câu trả lời cho 6 cái câu hỏi sau. Thứ nhất là cái đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế của cái sắc thuế này là gì? Thứ hai là cái đối tượng không chịu thuế là gì? Thứ ba là đối tượng được miễn thuế là gì? Thứ tư là cách tính thuế như thế nào? Thứ năm là thuế suất áp dụng ra sao? Thứ sáu là có cái trường hợp đặc biệt nào cần phải ghi nhớ không? Như vậy sau khi đọc hết năm sắc thuế thì chúng ta sẽ có năm cái bản tóm tắt cho từng sắc thuế theo 6 cái loại câu hỏi này đúng không ạ? Nguyên tắc thứ ba đó là khi mà mình đọc văn bản để trả lời cho 6 cái câu hỏi đó thì mình sẽ cố gắng để tóm tắt lại các cái câu trả lời này bằng cách là vẽ sơ đồ. Từ đó thì mình sẽ thấy được cái sự liên hệ giữa các cái nội dung trong một cái sắc thuế. Đây là cái cách làm mà mình thấy là rất hiệu quả, kể cả khi mình học để thi hay là trong cái quá trình mình làm việc với thuế. Cái nguyên tắc thứ tư cũng là cái nguyên tắc cuối cùng đó là khi mà mình học các cái sắc thuế thì mình sẽ cố gắng để so sánh và liên kết các cái sắc thuế với nhau cụ thể thì đầu tiên mình sẽ cố gắng để gắn các cái sắc thuế với từng cái hoạt động hàng ngày của công ty ví dụ như là với các hoạt động nhập khẩu hàng hóa hay là với các hoạt động là mua sắm hay là hoạt động thanh toán lương cái cách làm này thì sẽ giúp chúng ta ghi nhớ được cái đối tượng chịu thuế cũng như là các cái sắc thuế có thể phát sinh đối với từng cái loại hoạt động cái cách thứ hai nữa là mình sẽ cố gắng để so sánh các cái loại thuế bằng cách phân loại chúng theo cái bản chất là thuế trực thu hay thuế gián thu tại sao lại như vậy bởi vì chúng ta biết là cái bản chất là thuế trực thu hay thuế gián thu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cách xác định các cái vấn đề cốt lõi của một sắc thuế ví dụ như thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp là hai cái loại thuế trực thu thì cái đối tượng chịu thuế và cũng là cái đối tượng nộp thuế của hai cái sắc thuế này nó sẽ là cái chủ thể của phát sinh thu nhập dẫn đến là cái thu nhập tính thuế của mỗi cái sắc thuế này sẽ là cái thu nhập đã bao gồm thuế Do vậy nếu như mà cái tình huống của chúng ta là thu nhập phát sinh chưa bao gồm thuế thì chúng ta sẽ phải gross up nó lên. Còn cái thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất nhập khẩu sẽ là thuế gián thu. Thì dẫn đến là cái đối tượng chịu thuế ở đây sẽ là hàng hóa dịch vụ nó sẽ khác với cái đối tượng nộp thuế là cái chủ thể có hoạt động mua bán tiêu thụ hàng hóa dịch vụ. Dẫn đến cái giá tính thuế của mỗi cái sắc thuế này sẽ là giá chưa bao gồm thuế đó. Ví dụ như là cái giá tính thuế của thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ là cái giá mà chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt. Do vậy nếu như cái tình huống của chúng ta đưa cái thông tin là giá của hàng hóa dịch vụ đã bao gồm thuế thì khi đó chúng ta sẽ phải tính ra cái giá chưa bao gồm thuế rồi mới nhân về thuế xuất. Thì đó là các cái nguyên tắc mà mình áp dụng vào khi mà mình học thuế. Nếu như các bạn có cái cách học khác và các bạn thấy hiệu quả hơn thì các bạn hãy chia sẻ để cho mọi người cùng biết nhé. Trong cái video tiếp theo thì mình sẽ giải thích về cái chủ đề đầu tiên của môn thuế này đó là thuế thu nhập cá nhân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn ôn thi hiệu quả.